Chào quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy quay trở lại lớp chúng ta ở cái môn thủ công thuộc bộ môn nghệ thuật. Tương tự như những lần trước, với bộ tài liệu là vở thực hành thủ công do công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng thuộc nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành kèm với phần mềm hỗ trợ dạy vòng Azimuth, thì tuần này thầy sẽ hướng dẫn cho các em một cái nội dung mới, đó chính là kẻ, xé và nhá hình tròn. Có được hình tròn thì các em nhớ lại bài cũ ở cái tuần thứ tư, đó chính là kẻ và xé giá hình vuông. Có được hình tròn thì các em cần phải vẽ và xé cho được hình vuông. Sau đó chúng ta mới bo tròn các góc và cuối cùng chúng ta mới có được hình tròn. Vậy thì để mà xé dán được hình tròn thì chúng ta cũng cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ cần thiết, đặc biệt là đối với bộ môn thủ công. Thứ nhất, chúng ta cần phải có giấy thủ công màu. Trên tay của thầy cầm rất là nhiều giấy thủ công màu sắc khác nhau. Và thầy luôn luôn nhắc các em rằng là mình có thể chọn màu nào mà mình yêu thích nhất. Dụng cụ thứ hai, đó chính là cây bút chì. Trên tay của thầy đang cầm là cây bút chì đen trắng, giúp cho chúng ta kẻ những cái đường thẳng hoặc là đường tròn. Dụng cụ thứ ba, đó chính là thước kẻ, sẽ giúp cho các em kẻ những đường thẳng một cách chính xác. Và cuối cùng là hồi dán, để chúng ta dán cái sản phẩm của chúng ta vừa xé vào trong vở thực hành. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn cho các em nội dung chi tiết của cái bài kẻ và xé dán hình tròn. Xin các em theo dõi trên phần mềm hỗ trợ dạy học Azimuth. Sau đây các em theo dõi lên trên slide với phần mềm hỗ trợ dạy và học Azimuth. Phần thực hành này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái cách kẻ và xé dán hình tròn. Đối với cái nội dung của bài này thì các em cũng có 3 bước. Bước thứ nhất là các em cần phải xé được hình vuông. Thì với cái nội dung này các em nhớ lại cái bài trước, đó là kẻ và xé dán hình vuông. Sau khi chúng ta xé được hình vuông thì chúng ta bo tròn các góc. Bo tròn các góc để ta được hình tròn. Thank you.
sau khi ta cạy được hình tròn, chúng ta sang bước thứ hai là sử dụng đôi bàn tay và chúng ta xé theo cái đường tròn đó, xé theo đường tròn đó. Sau khi xét theo đường tròn thì chúng ta bước sang bước thứ ba, đó chính là chúng ta xoay cái hình tròn này lại bằng cái mặt phải của tờ giấy thủ công, và cuối cùng là chúng ta được hình tròn như thế này. Sau khi thầy đã hướng dẫn cái phần lý thuyết cho các bước để mà thực hiện việc vẽ và xé hình tròn, thì bây giờ thầy sẽ thị phạm cho các em thấy. Đối với hình tròn thì thầy lại chọn cho mình cái tờ giấy thủ công màu cam. Và tương tự như vậy, thầy cũng phải lặp lại mặt sau tờ giấy thủ công này. Ở trên này, trước khi mà mình vẽ hình tròn, thì như thầy đã hướng dẫn, chúng ta cần phải vẽ trước hình vuông và sau đó xé hình vuông ra trước. Ở trên tay thầy, thầy đã kẻ sẵn hình vuông và sau đó thầy thực hiện cái việc xé hình vuông này ra. Thầy thực hiện xé hình vuông này ra. Sau khi thầy xé được hình vuông như thế này xong, thì thầy cần phải xác định các điểm để thầy vẽ đường cong. Để thầy vẽ đường cong, thầy được hình tròn. Đấy, thầy xác định các cái điểm. Thầy cần xác định các điểm để thầy vẽ đường cong ở trên này. Đấy. Sau khi thầy vẽ được đường cong như thế này, thì thầy sẽ được một cái hình tròn. Đấy, các em nhìn lên trên cái tờ giấy thủ công này là thầy đã vẽ được hình tròn như thế này. Sau khi xác định các điểm và nối các cái điểm đó lại bằng đường cong. Tiếp tục sang bước thứ hai, thì thầy sẽ xé theo cái đường mà thầy vẽ này, tức là xé theo cái đường cong này, để chúng ta có được cái hình tròn. Đấy. Thầy xé theo cái đường cong mà thầy vừa vẽ. Sẽ cẩn thận ha, cẩn thận, không có vội. Chúng ta sẽ cẩn thận theo cái đường cong mà thầy vừa vẽ này. Sau khi thầy xé xong thì sang bước thứ ba, thầy lật cái mặt phải của tờ giấy thủ công lại. Và như vậy, thầy được một cái hình tròn màu cam. Tương tự như những nội dung trước, nếu các em quên một bước nào đó, thì chúng ta có thể quay trở lại phần mềm hỗ trợ dạy vào ICBook để các em xem lại các bước đó. Sau khi thầy xé được hình tròn, thì thầy cũng sẽ sử dụng hồ dán để thầy dán cái sản phẩm này vào trong quyển vở thực hành thủ công này. Thầy dán vào đây, xem như đây là một bài thu hoạch. Thầy
Dạ vào đây. Và thầy được một tròn.